Hưng Yên chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón doanh nghiệp Hàn Quốc. Đó là cam kết của lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên trong diễn đàn kinh tế hợp tác khu công nghiệp với Hàn Quốc vừa diễn ra tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã giới thiệu về những tiềm năng thế mạnh trong việc thu hút các nhà đầu tư doanh nghiệp Hàn Quốc tới tìm hiểu các cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Hưng Yên, đặc biệt là đẩy mạnh việc quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, làm cơ sở kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo mặt bằng tiếp nhận các dự án đầu tư. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư vào các khu công nghiệp đến từ 22 quốc gia vùng lãnh thổ. Trong đó, các nhà đầu tư Hàn Quốc có 58 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 605 triệu đô la Mỹ. Đứng thứ hai về số dự án đầu tư và thứ ba về tổng vốn đầu tư đăng ký trong số các quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào trong các khu công nghiệp. Trong đó, có 45 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 9.500 lao động. Trong đó, khu công nghiệp sạch với diện tích trên 143 ha do Tập đoàn Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc LH làm chủ đầu tư.